Tại phiên bế mạc Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam diễn ra sáng ngày 3 tháng 12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì, phối hợp các bộ ngành nghiên cứu, sớm thực hiện nội dung nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, nghị quyết số 101/2019/QH14, giao Chính phủ căn cứ tình hình phát triển kinh tế, xã hội, nghiên cứu đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường đối với người lao động thấp hơn 48 giờ một tuần và báo cáo Quốc hội xem xét vào thời điểm thích hợp. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, đề xuất này nhằm hướng tới đảm bảo công bằng giữa thời giờ làm việc của người lao động ở khu vực cơ quan, hành chính nhà nước là 40 giờ một tuần và khu vực doanh nghiệp là 48 giờ một tuần, tạo điều kiện để người lao động nghỉ ngơi, tái sản xuất sức lao động, chăm sóc con cái, đảm bảo hạnh phúc gia đình. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị nghiên cứu tăng ngày nghỉ lễ Tết hàng năm vào thời điểm thích hợp, vì số ngày nghỉ này của nước ta đang thấp hơn bình quân chung của các nước Đông Nam Á và thế giới 5-6 ngày. Nghiên cứu bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, cụ thể nghỉ từ mùng 2 đến ngày 5 tháng 9, tạo cơ hội cho công nhân được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.